Khánh Thi áp lực khi Phan Hiển nhảy cặp với người khác. Theo Khánh Thi, Phan Hiển nhảy với người khác là một điều không dễ dàng với cô. Khánh Thi là một kiện tướng Dancesport của Việt Nam. Trong sự nghiệp, cô đạt được rất nhiều thành công. Đặc biệt, cô còn là người đào tạo và dẫn dắt Phan Hiển. Cả hai đã nhảy cặp và giành hai huy chương vàng giải vô địch Dancesport châu Á năm 2009. Một thời gian sau này, Khánh Thi dần rút lui về phía sau với vai trò là người đưa đò. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Phan Hiển và hai nhóc tỳ. Mới đây, trong một talk show của MC Nguyên Khang, Khánh Thi và Phan Hiển đã xuất hiện với vai trò khách mời. Tại đây, khi được Nguyên Khang hỏi về việc trước đây chị thường hay nhảy với chồng, bây giờ chuyển sang vai trò huấn luyện viên có thấy tiếc hay không, Khánh Thi đã trả lời rằng đây là một điều không hề dễ dàng, áp lực cho mình lắm, tại vì mình phải chấp nhận cho Hiển nhảy với một người khác. Nó không hề dễ dàng cho mình từ trước đến nay, nhiều lần Hiển cũng đặt câu hỏi sao vợ không nhảy với chồng. Về phía Phan Hiển, anh cũng chia sẻ thêm, Hiển nghĩ khi suy nghĩ dài lâu cho công việc của Hiển, bởi đặc trưng nghề này để đi đến thành công thì đòi phải hỏi quá trình tập luyện với một người rất là dài. Khi đó, Hiển còn rất là nhỏ và nếu tập luyện với Thi thì tuổi nghề không được kéo dài, cho nên Thi mới quyết định tìm kiếm một người phù hợp với tuổi nghề của Hiển để kéo dài sự nghiệp Hiển nhiều hơn.